Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Bác Hồ sinh năm. Từ từ. Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Để im bạn ạ. 1969. Bác Hồ sinh năm 1969 đúng không? Cho thầy hỏi lại một lần nữa. Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Này bác Hồ mất. Nào. Bác Hồ là số tư nào? 1969. Nào. Nào. Bác Hồ sinh năm nào? Nào. Số tư đây rồi. Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Để cho em biết năm mất bằng. Nào, nói số tư. Bác Hồ sinh năm bao nhiêu đây? Học sinh học giỏi văn đây. Nào. Em học giỏi văn nhiều không? Giỏi sử đâu. Văn lịch sử đây toàn học sinh giỏi. Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Nào, không được nói. Tí tôi sẽ xử cô. Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Anh không cứu tao. Bác Hồ mất năm 1969. Nào. Rồi cứ để. Không được nói. Em chẳng biết đâu. Không được nói. Nào. Không trả lời được nha. À bây giờ hỏi đúng nữa này. Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? 1945 ạ.